các bạn chấp nhận bỏ 6.750.000 ra để mua iPhone 11 cũ 64GB hay bỏ thêm 200.000 để mua Realme GT Neo 3 cái phiên bản 128GB là 6.950.000. Và mời cùng mình nhìn lại xem là ở đầu năm 2022, 2023 mình toàn nhầm thôi, thì hai máy này đâu là chiếc máy xứng đáng nhất dành cho các bạn. Vào việc nha. Rồi, cái điểm đầu tiên là về thương hiệu. Cái quả táo cắn dở này, thương hiệu rõ ràng là nó nổi trội hơn. Nên bạn nào thích một chiếc máy thương hiệu lớn này, chỉ cần bỏ ra phát nhìn quả táo, à đây là iPhone, thì chọn iPhone 11. Còn Realme là một chiếc máy của Android, nó sẽ thiên nhiều về cái mặt trải nghiệm hiệu năng. Nó cũng thiên cả về cái việc xem phim giải trí. Nhìn chung khi mà xét một chiếc máy điện thoại Android tầm trung về cái việc toàn diện nha, thì Realme GT Neo 3 cũng là một trong chiếc máy toàn diện nhất mà các bạn có thể tìm được. Hai máy này có thiết kế khác hoàn toàn nhau các bạn ơi. Một chiếc máy nó sẽ hơi dài một tí, với iPhone 11 chúng ta có cái chiều rộng nó lớn hơn. Nhưng mà xét về mặt trước nha, về cái màn hình ấy, thì cái viền trên iPhone 11 thực sự nó rất là dày. Đặc biệt hơn này, cái tấm nền trang bị trên iPhone 11 nó sẽ chưa được nâng cấp đâu, nó chỉ là IPS LCD thôi và vẫn có tần số quét chỉ là 60Hz. Với Realme GT Neo 3, chúng ta sẽ có một cái tấm nền là AMOLED có 120Hz. Nếu xét về cái chất lượng hiển thị này, về cái màu sắc giữa iPhone 11 và Neo 3 thì rõ ràng iPhone 11 nó không có thể nào mà địch lại được với lại Realme GT Neo 3 đâu. Cái mà iPhone 11 có địch lại được ấy là về cái khoản thông báo, về cái khoản đa nhiệm. Bởi vì sao? Realme khi mà các bạn để nguyên cái ROM quốc tế, Realme GT Neo 3 đa nhiệm rất là kém. Về cái khoản thông báo trên một vài cái máy xách tay Xiaomi hay là Realme, các bạn cũng đều biết thông báo nó sẽ không được quá tốt đâu. Nhưng đổi lại nha, với Realme GT Neo 3 khi mà các bạn áp sang cái ROM quốc tế, chúng ta sẽ có cái đa nhiệm nó tốt hơn. Về cái mặt thông báo nó cũng ngon hơn rất là nhiều so với cái ROM nội địa. Nhưng mà các bạn lưu ý cho mình, khi mà các bạn áp sang cái ROM quốc tế trên Realme GT Neo 3 ấy, nó áp khá là khó khăn. Nếu bạn nào không biết áp nên đưa ra cửa hàng. Còn khi mà các bạn up ROM ở nhà có cái lỗi lầm gì, mình nhắc trước nha, cái phí sửa chữa xử lý cái lỗi đấy rất là đắt. Bọn mình gặp trường hợp đấy rồi, ngay ở trong team của mình thôi, một bạn có up cái ROM Realme GT Neo 3 lên cái ROM quốc tế bị lỗi, và số tiền các bạn bỏ ra để fix cái lỗi đó rất có thể lên đến 1.000.000 đồng, không phải rẻ đâu các bạn. Chúng ta cùng quay lại một chút về cái mặt trải nghiệm cầm nắm đi. iPhone 11 cầm nó rất là đầm tay nha, với trọng lượng khoảng 194g, nó nặng hơn so với lại Realme GT Neo 3 chỉ là 188g thôi. Nhưng được cái này, với em Realme GT Neo 3 mình cầm nó không quá nặng, và cầm Realme GT Neo 3 rất là dễ chịu nha. Về cái mặt trải nghiệm hiệu năng trên cả hai máy này, nhìn chung là cũng 1/9/10 thôi các bạn ạ. Nhưng riêng về cái phần nhiệt độ trên con chip Apple A13 Bionic trên iPhone 11 mình thấy nó nóng hơn so với lại Dimensity 8100 trên Realme GT Neo 3. Cụ thể này, một cái tựa game nặng đi là Genshin Impact, với nhiệt độ trên iPhone 11 nó lên đến khoảng 47-48 độ C. Realme GT Neo 3 cái mức đồ họa tương tự, cái mặt trải nghiệm gaming thì nó cũng có vẻ gì đó nhỉnh hơn so với iPhone 11 nha. Về cái ROM nội địa, về cái trải nghiệm chơi game ấy, nó mượt mà hơn và nhiệt độ nó cũng mát hơn. Tuy nhiên về cái ROM nội địa trên Neo 3, các bạn sẽ cần đánh đổi như mình chia sẻ trước đó, là các bạn sẽ cần quan tâm đến về cái phần thông báo, về cái phần đa nhiệm trên máy đó nó như thế nào. Các tựa game chung mình trở xuống, mình thấy hai máy này về cái trải nghiệm FPS dập lag thì nó cũng gần tương tự nhau thôi. Chỉ là với iPhone 11 này, nó vẫn gặp tình trạng khi mà máy nóng quá bị giảm độ sáng, và các bạn chỉ giảm nó thôi chứ sẽ không tăng được. Và có một cái bất lợi cho iPhone 11 nữa, bạn nào hay quay video này là vlog, bạn nào chụp ảnh này, bạn nào hay chơi game một vài tựa game nặng Genshin, rồi là tải một vài tựa game Free Fire, rồi là Liên Quân Mobile, như mình có tải ở đây là 4 cái tựa game nha, là Genshin Impact, Liên Quân Mobile, Free Fire và Tốc Chiến, thì nó chiếm đâu đó khoảng 42-43GB rồi, bộ nhớ nó trống chỉ còn 4GB thôi. Thì đấy, các bạn lựa cái nhu cầu của mình nó như thế nào để lựa chọn cái bộ nhớ cho nó phù hợp. 128GB là bộ nhớ tối thiểu trên Realme GT Neo 3, mình tin chắc các bạn sẽ lưu trữ được nhiều tài liệu hơn. Và từ trước tới nay các bạn đều biết về cái mảng camera trên iPhone, nó đều theo hướng hơi bị trung thực một tí, và cái màu sắc nó sẽ thiên màu hơi hơi ám vàng giống Xiaomi nha. Được cái với em iPhone 11 thì các bạn có chụp cảnh ấy thì mình thấy rất đẹp luôn. Thực sự về cái cam selfie này, nếu mà so sánh cam selfie giữa iPhone 11 và Realme GT Neo 3 thì con Neo 3 này chụp ảnh selfie mình còn thích hơn cả iPhone 11. Bởi vì cái màu da nó lên kiểu nó được làm mịn da ấy, iPhone 11 nhìn nó chi tiết quá,
iPhone 11 màu da selfie lên không đẹp cho lắm đâu. Còn về cam sau, về cái độ chi tiết thì mình thấy Neo 3 có độ chi tiết tốt hơn. Về cái tông màu thì Neo 3 nó sẽ thiên cái màu lạnh, còn iPhone 11 nó sẽ thiên màu nóng các bạn nhé. Về phần chụp ảnh tùy theo gu của từng bạn thôi. Bạn nào thích một chiếc máy nó có chất ảnh, nó tươi, nó sáng và nó rực nha, thì chọn Realme GT Neo 3. Bạn nào thích một chiếc máy nó trung thực thì chọn iPhone 11. Bù lại với iPhone 11 các bạn sẽ có một chất lượng quay video tốt hơn so với Realme GT Neo 3. Kể cả trong cái điều kiện thiếu sáng ấy, thì iPhone 11 mình thấy nó làm việc khá là tốt nha. Khi các bạn lựa chọn một thiết bị để về xem phim giải trí thì về âm thanh cũng là một cái mà khá là cần thiết để các bạn nghe nhạc này, để các bạn xem phim nó được chất lượng hơn. Về cái âm lượng trên hai máy này thì mình đánh giá cao hơn Realme GT Neo 3, âm lượng to hơn, và mình đánh giá iPhone 11 cao hơn, các giải âm nó được tách bạch rõ ràng. Đặc biệt bạn nào hay nghe các thể loại về bass này thì cái âm bass trên iPhone 11 nghe rất là đã. Mình nói đấy không đồng nghĩa việc là mình chê cái âm lượng chất âm trên Realme GT Neo 3 nha. Chất âm trên Realme GT Neo 3 nhưng mà so sánh với một vài cái máy Android cùng tầm giá đi thì mình thấy nó thua K50 thôi. Còn trong tầm tiền này thì chất âm này rất ok nha. Về cái tính năng bảo mật thì chúng ta sẽ có Face ID trên iPhone 11 và có cảm biến vân tay trên Realme GT Neo 3. Còn về dung lượng pin là một cái điểm mà mình thấy iPhone 11 nó không phải yếu nhá. iPhone 11 là một trong những chiếc máy có pin trâu nhất mà mình đã từng trải nghiệm. Còn Neo 3 sẽ có hai cái phiên bản dung lượng pin 4.500 và 5.000 đi kèm với công suất sạc là 80. Mình nghĩ các bạn nên lựa chọn cái phiên bản dung lượng pin 5.000mAh thì nó sẽ trâu hơn. Rồi, mình vừa có so sánh cho các bạn iPhone 11 và Realme GT Neo 3 nó hơn thua nhau ở cái điểm gì. Vậy mình sẽ tổng kết lại nha. Với iPhone 11 sẽ dành cho những bạn nào thích một chiếc máy có thông báo này, có đa nhiệm nó tốt, thích một chiếc máy nó có thương hiệu, quả táo quá dở thì chọn iPhone 11. Về mặt trải nghiệm hiệu năng, các bạn lưu ý này, các bạn muốn chơi game nhiều trên iPhone 11 mà không bị quá nóng ấy và không bị giảm độ sáng thì lắp cho nó một sọ lạnh vào, chơi game rất là ngon. Còn Neo 3 là một chiếc máy khá là toàn diện trong tầm giá của Android. Và các bạn lưu ý cho mình đúng một điều thôi, khi mà dùng Realme GT Neo 3 nên áp sang cái ROM quốc tế và nên đưa cho người có kinh nghiệm up ROM để người ta xử lý. Còn bạn nào kiểu chỉ vỏ vạch thôi thì mình khuyên là không nên nha, có vấn đề gì thì lại khó ra. Dẫu sao thì với Realme GT Neo 3 là một chiếc máy mới cứng 100% khi mà các bạn mới mua, với cái mức giá nó rơi vào khoảng 6.950.000, rất là xứng đáng luôn. Cái thời điểm tầm khoảng nửa năm trước nhá, mức giá nó rơi vào khoảng đâu đó hơn 8 triệu, mình thấy rất đáng mua rồi. Bây giờ nó giảm tới khoảng gần 7 triệu thì Realme GT Neo 3 nó cũng đáng mua không kém đâu. Rồi, các bạn chỉ cần lưu ý cho mình một vài cái vấn đề như thế thôi. Thì với các bạn sẽ lựa chọn máy nào? iPhone 11 cũ 64GB 6.750.000 hay Realme GT Neo 3 phiên bản 8128 là 6.980.000. Đừng quên để lại comment ở bên dưới nhá. Về mức giá rẻ nhất của Realme GT Neo 3 và iPhone 11 cũ, mình sẽ để đường link ở phần mô tả và mình đóng ghim cho bạn nào quan tâm. Trong quá trình mình có chia sẻ với các bạn ấy, có cái điểm nào nó chưa chuẩn hay là không hay, rất mong là các bạn góp ý thêm cho mình để mình có thể cải thiện nhiều hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.